Đây là chương trình tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Sau đây là bản tin chi tiết. Cuộc tranh luận mới nhất của hai ứng cử viên đảng Dân Chủ ở New York diễn ra vào đêm thứ Năm ở quận Brooklyn. Mối bất đồng giữa ứng cử viên đang dẫn đầu Hillary Clinton và thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders sôi sục trên sân khấu tranh luận khi họ buông lời công kích lẫn nhau và đặt nghi vấn về khả năng suy xét chính trị của nhau. CNN kiểm tra sự thật trong những tuyên bố được đưa ra trong những cuộc tranh luận. Tuyên bố của ông Sanders nói rằng ông ta đã chống lại cuộc chiến tranh ở Iraq trước cuộc xâm lược vào năm 2003, trong khi tuyên bố của bà Clinton bênh vực vai trò của chính quyền Obama trong sự can thiệp quân sự ở Libya. Các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa phát biểu tại một buổi gây quỹ ở thành phố New York. Ứng cử viên đang dẫn đầu Donald Trump nói về những giá trị New York. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.